Quý cô mác tuổi Kỷ Dậu kính mến, các nhà tiên tri học đã tiết lộ gây chấn động về hậu vận tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2030, nên chuẩn bị ba điều này để tránh khổ ngập thân về già giàu sang, phú quý, an khang, thịnh vượng và viên mãn. Mến chào quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 được các nhà chiêm tinh học, nhà tiên tri học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã chỉ rõ ba điều bí mật gây chấn động về cuộc đời tuổi Kỷ Dậu khi về già nên biết để được an nhàn, giàu sang, phú quý, được luận giải qua những khía cạnh hoàn toàn mới, mang tính bí ẩn, đầy kịch tính, độc đáo, đặc sắc, gây chấn động giới tử vi. Vậy những bí mật đó là gì? Xin mời quý cô bác tuổi Kỷ Dậu cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây nhé. Quý cô bác tuổi Kỷ Dậu kính mến. Khi bước qua ngưỡng cửa tuổi 50, Kỷ Dậu ngoảnh đầu lại mỉm cười. Phía trước gần thôi ta đâu còn trẻ, hơn nửa đời người lặng lẽ trôi qua. Do tuổi tác cũng chưa phải là già, ngọt bùi đắng cay đời Kỷ Dậu đã trải. Hãy tận dụng quỹ thời gian còn lại, để khi già mình không phải nghĩ suy. Vâng, quý cô bác tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969 kính mến. Từ cổ chí kim con người ta đã quan niệm rằng, mỗi người sinh ra đều được an bài số mệnh khác nhau rồi. Tuy nhiên, thời thế cũng quyết định một phần số phận, có người sinh ra đã sướng từ trong trứng nước, những tưởng cả đời sống trong vinh hoa phú quý. Nhưng vì thời thế thay đổi, tai ương, dịch bệnh mà vỡ nợ phá sản, tuổi trẻ đang giàu sang vang danh, nhưng nửa đời còn lại, càng già càng lụi bại, vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Theo luận giải mới nhất từ giới tử vi cổ học, trong số 12 con giáp có tuổi Kỷ Dậu 1969, sinh ra trong bần hàn, tuổi trẻ nghèo khổ. Vận đen liên tục đeo bám, nhiều lần rơi vào bế tắc, những tưởng buông xuôi trước số phận nhục nhã, cả đời bi thương một kiếp. Nhưng vì kiên nhẫn, đợi được thời thế, nên từ năm 2023 đến năm 2030 là lúc tuổi Kỷ Dậu đón nhận thiên mệnh, đổi vận giàu sang. Chỉ cần chuẩn bị trước được ba điều này là mọi khổ đau trong đời lập tức hóa thành phúc lộc, phần đời còn lại tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời ban, an nhàn bên con cháu. Vậy, vận trình của người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, theo luận giải mới nhất, diễn biến ra sao? Từ năm 2023 cho đến năm 2030, cần chuẩn bị những điều gì và phải lưu ý điều gì? Thì mời quý tín chủ tuổi Kỷ Dậu chiêm nghiệm ngay sau đây. Con người tuổi Kỷ Dậu, khi đến tuổi trung niên là tiến vào một giai đoạn mới. Đến tuổi trung niên con người Kỷ Dậu đã trải qua rất nhiều thăng trầm, gặp qua rất nhiều kiểu người và rất nhiều sự tình. Đến tuổi này, Kỷ Dậu đã biết có một số việc cần coi nhẹ, buông bỏ, có một số việc nhất định phải nắm giữ. Trải qua bao sương gió thăng trầm của cuộc đời, từ 56 tuổi trở đi Kỷ Dậu hiểu được rằng trong cuộc sống, có một số sự tình bản thân cần phải buông tâm đi. Tâm lượng của trái tim mỗi người đều có chỗ giới hạn, không thể mãi canh cánh trong lòng, cần phải buông, cần phải cởi trói trái tim mình. Những hư vinh tranh giành đoạt lợi, những oán hận trong lòng chỉ khiến Kỷ Dậu sống mệt mỏi, sao còn không buông bỏ mà mãi ôm giữ, đúng không Kỷ Dậu? Sau tuổi trung niên, hơn ai hết Kỷ Dậu cần phải buông gánh nặng, chạy về phía mới của sinh mệnh. Buông quá khứ, mở ra một cuộc sống mới, hiểu được buông ấy chính là trí tuệ của Kỷ Dậu. Đời người Kỷ Dậu không lúc nào cũng được thuận buồm xuôi gió, bất kể Kỷ Dậu là ai, cho dù thành công đến mấy, cũng sẽ có những lúc phải đối mặt với những khó khăn, thất bại và phiền não xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Khi đối mặt với thất bại, Kỷ Dậu vẫn có thể giữ được một tinh thần lạc quan, tự tin và rộng mở, thì Kỷ Dậu sẽ có thể chuyển bình thường thành giàu có, khó khăn thành thoải mái, và thậm chí có thể chuyển sự đau khổ trở thành những trải nghiệm tốt đẹp và quý giá cho chính mình. Lạc quan vui vẻ là một tài sản vô hình mà Kỷ Dậu có được. Trên đường đời đầy khổ ải chông gai này, Kỷ Dậu có được loại tâm thái tốt đẹp này cũng là điều khó khăn, đặc biệt là giữ được một loại tâm thái lạc quan trong nghịch cảnh. Một người có thể giảm bớt u sầu, sẵn sàng làm việc bình thản nhiều hơn một chút, ôn hòa nhiều hơn một chút, thì cuộc sống của người ấy ắt sẽ có ánh nắng mặt trời chiếu rọi.
Từ năm 2023 đến năm 2030, sau tuổi trung niên Kỷ Dậu thường thiên về cuộc sống nội tâm, đã hiểu thấu nhiều điều trong đời, cho nên Kỷ Dậu chỉ có mỉm cười trong thời điểm này chính là điều tốt nhất. Định nghĩa về thành công có rất nhiều phương diện, hầu hết mọi người đều định nghĩa đó là thành công trong công việc và sự nghiệp. Tuy nhiên, của cải và quyền lực có nhiều đến mấy cũng không thể mua được hạnh phúc thực sự. Ngoài 56 tuổi, có nhiều Kỷ Dậu về áp lực thành công và danh vọng và thường nhún nhường để mọi người yêu mến. Không dám thay đổi công việc, sợ thất nghiệp, không thể phản đối ý kiến cấp trên. Đây là chuyện thường thấy ở những người lớn. Ngoài kỹ năng ăn nói khôn khéo, Kỷ Dậu cũng biết dùng vài kỹ xảo nhỏ để giành được sự yêu thích của nhiều người, đặc biệt là trong một xã hội mà ở đâu cũng cần mối quan hệ như ngày nay. Tuy nhiên, từ năm 2023 đến năm 2030, Kỷ Dậu khi đã đi qua tuổi trung niên, Kỷ Dậu biết loại bỏ lối suy nghĩ tìm cách lấy lòng tất cả mọi người, dù đôi khi việc phải nói từ chối không hề dễ dàng. Nhưng cuộc đời là của mình, Kỷ Dậu không có thời gian dư thừa để cố gắng đi lấy lòng tất cả mọi người, làm vậy thì người chịu thiệt thòi nhất chính là Kỷ Dậu. Người xưa từng nói, trong khoảng thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, điều quan trọng nhất là làm hài lòng bản thân, chứ không phải làm hài lòng người khác. Tất cả những Kỷ Dậu đã từng trải đều hiểu được ý tứ, được gửi gắm trong quan điểm này. Nếu không muốn đánh mất bất cứ mối quan hệ nào mà buộc phải chiều lòng người khác, Kỷ Dậu có thể sẽ tự đánh mất đi chính mình. Trong cuộc sống, có những người lợi dụng Kỷ Dậu, coi thường Kỷ Dậu, không trân trọng Kỷ Dậu là điều hoàn toàn bình thường. Để loại bỏ những ưu phiền, thay vì trách móc bản thân, Kỷ Dậu đã mạnh dạn từ chối những người này. Khi đó Kỷ Dậu đã nhận ra cuộc sống chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Quả thực, hà cớ gì phải làm khổ mình như vậy khi Kỷ Dậu đã đặt chân lên con dốc bên kia của cuộc đời. Ai đó đã nói rằng, cuộc đời hôn tôi bằng nỗi đau, nhưng tôi đã đáp lại bằng bài hát, lòng thù hận căm phẫn ngăn cản Kỷ Dậu, hưởng thụ những niềm vui vốn có trong cuộc sống. Khi lòng oán hận tích tụ lâu dài, vì nó có thể biến thành nỗi ưu phiền và bất an, hủy hoại sức khỏe thể chất và tinh thần. Đến khi ấy không ai khác ngoài Kỷ Dậu là người phải chịu tổn thất và thiệt thòi nhiều nhất, bởi vậy Kỷ Dậu hãy viết khoan dung với đời, với người và với chính mình. Từ năm 2023 đến năm 2030, bước sang tuổi 56 là thời điểm thích hợp để Kỷ Dậu thay đổi suy nghĩ trong cuộc sống. Nhìn con cái của mình trưởng thành một cách vui vẻ, có thể khiến cuộc sống tràn đầy tình yêu thương và mọi người mỉm cười khi nhìn thấy Kỷ Dậu. Đó là một định nghĩa khác về sự thành công của Kỷ Dậu. Đời Kỷ Dậu phải trải qua 20 tuổi là sống với thanh xuân, 30 tuổi là sống với ý vị, 40 tuổi sống trí tuệ, 50 tuổi sống thản nhiên tự tại, 60 tuổi sống nhẹ nhàng, 70 tuổi Kỷ Dậu sẽ trở thành báu vật vô giá. Kỷ Dậu muốn có được tâm trạng vui vẻ thì cần phải phóng khoáng, tâm lượng phải rộng mở. Đối với chuyện của con cháu thì ít quản lý tốt, yên tâm hưởng niềm vui thú của lứa tuổi mình, như vậy mới có thể kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên phóng khoáng không có nghĩa là Kỷ Dậu phóng túng, mà là đem thể xác của tòa tinh thần, điều chỉnh đến cảnh giới yên tĩnh. Khoái hoạt, một vợ hai con, nhà ba tầng, xe bốn bánh là câu nói ví von của người xưa về sự thành đạt của một người. Vừa có gia đình êm ấm, vừa có tài chính thịnh vượng, làm thế nào để hoàn thành mục tiêu như vậy thì người xưa không có nói. Trên thực tế, ở từng độ tuổi nhất định, Kỷ Dậu đều có một số mục tiêu tài chính để hoàn thành, cụ thể có thể chia thành các giai đoạn như sau. Từ 20 đến 30 tuổi, Kỷ Dậu phải trả nợ và hình thành gia đình nhỏ. Quá trình này là khi Kỷ Dậu tốt nghiệp, có một việc làm cụ thể, có thu nhập từ tiền lương, không phụ thuộc vào chu cấp của ba mẹ. Nhu cầu chi tiêu của Kỷ Dậu sẽ dần tăng lên, ngoài việc chi tiêu cho bản thân, việc chuẩn bị kết hôn, chuẩn bị cho việc hình thành gia đình nhỏ. Việc này phát sinh nhu cầu vay nợ, trong đó có thể kể đến phần vay nợ lớn là mua nhà, vậy nên việc vay và trả nợ hầu như sẽ bắt đầu phát sinh ở giai đoạn này. Từ năm 30 đến 50 tuổi, Kỷ Dậu độc lập tài chính, thu nhập đỉnh cao và tích lũy tài sản, đây sẽ là giai đoạn mà việc quản lý tài chính trở nên phức tạp hơn. Khi Kỷ Dậu phát sinh rất nhiều loại tài sản và kèm theo là các khoản nợ nần. Ở độ tuổi này công việc của Kỷ Dậu sẽ ở đỉnh cao, thu nhập cũng tương xứng, vậy nên Kỷ Dậu sẽ có những khoản tiền dành riêng cho từng loại, quỹ tiết kiệm, quỹ dự phòng rủi ro, các khoản chi tiêu, biếu tặng, các khoản cho bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, các khoản đầu tư tài chính, các khoản vay nợ. Từ năm 50 đến 60 tuổi là Kỷ Dậu chuẩn bị về hưu và nghỉ hưu. Đây là giai đoạn Kỷ Dậu phải sắp xếp lại toàn bộ tài chính của mình, lập quỹ nghỉ hưu, lập quỹ dự phòng chăm sóc sức khỏe dài hạn
việc tất tán các khoản nợ của lãi suất cao là rất cần thiết. Ngoài ra, Kỷ Dậu cần xem xét tăng cường các khoản thu nhập thụ động để chuẩn bị cho lúc nghỉ hưu, vẫn có những khoản thu, có thể chuẩn bị những công việc gia tăng thu nhập theo sở thích. Và có một quan điểm cho rằng, nếu Kỷ Dậu không biết tiêu tiền do mình làm ra, người khác sẽ làm giúp Kỷ Dậu, quả thực như vậy khi đã bước sang tuổi 56. Suy cho cùng, điều Kỷ Dậu cần là có một cuộc sống an nhàn, tận hưởng và hạnh phúc bên con cháu, người thân. Đó là một giá trị tuyệt đối mà tiền cũng không thể mua được, tiền không phải là tất cả. Kỷ Dậu có thể sống một cuộc sống đơn giản, nhưng tràn ngập niềm vui, chi tiêu ít hơn, Kỷ Dậu cũng sẽ có ít áp lực hơn về việc kiếm tiền. Từ năm 2023 đến 2030, cho dù thu nhập của Kỷ Dậu là bao nhiêu, chỉ cần Kỷ Dậu có một con số tiết kiệm nhất định hàng năm, cuộc sống của Kỷ Dậu cũng đủ mãn nguyện rồi. Sinh mệnh con người là vô cùng yếu ớt, rất nhiều Kỷ Dậu khi bước vào tuổi trung niên mới phát hiện ra, sức khỏe của bản thân không còn được như trước. Con người khi bị bệnh, mệt mỏi, thường sẽ nghĩ lại và hối hận rằng sẽ không làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Nhưng khi bệnh có chuyển biến tốt, thì Kỷ Dậu thường lại quên mất đạo lý này. Thông thường, khi con người ta còn trẻ và khỏe mạnh, thì không ngừng tính toán danh lợi buông thả trong rượu và sắc, không để tâm thiết chế dục vọng và khiến ăn không ngon ngủ không yên. Đến tuổi trung niên, hay khi cơ thể bị mắc bệnh, lại rơi vào cảnh hối hận, đây chính là vòng quay mà con người chúng ta thường mắc phải. Đã hiểu được nỗi khổ ấy, khi an định khỏe mạnh, không để tâm được bình thản, giảm bớt ham muốn và sự hưởng lạc của bản thân. Chỉ khi con người bị bệnh mới hiểu được rằng không có bệnh là hạnh phúc nhất, cho nên đừng vì ham vui vô độ mà hủy hoại thân thể của mình, Kỷ Dậu nhé. Cuộc sống luôn tràn ngập những hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc. Khi thích hợp với loại cảm xúc nào thì đừng cố kìm nén, mà hãy tự nhiên và bình thản mà lên tiếng, biết lên tiếng đúng cách. Đối với thể xác và tinh thần là một loại gột rửa, là một lần linh hồn tự do được biểu hiện ra. Một nụ cười có thể khiến cho tâm tình Kỷ Dậu vui sướng, những buồn giận sẽ biến mất. Đó chính là triết lý cười giải ngàn nỗi lo. Từ năm 2023 đến 2030, Kỷ Dậu cần ngộ ra rằng có nhiều thứ đã mất đi rồi thì cũng đừng nên chấp nhất, mà hãy coi như thành phẩm đó không thuộc về mình. Hơn nữa, Kỷ Dậu hãy tin rằng cái gì của mình thì cuối cùng sẽ quay về với mình. Có câu nói rằng, nếu như bạn vì đánh mất mặt trời và mặt trăng mà khóc lóc nỉ non, thì bạn cũng sẽ đánh mất cả những vì sao. Vậy nên sau tuổi 56 thì Kỷ Dậu cần phải biết chấp nhận, có như vậy Kỷ Dậu không để lỡ mất những điều tốt đẹp. Tục ngữ có câu không làm việc trái lương tâm, thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, nhân quả báo ứng là thiên lý, một điểm cũng không sai. Chứng kiến bao sự tình trên đời, từ 2023 đến 2030 Kỷ Dậu hiểu rõ đạo lý này, nên có thể thấy rõ được thiên cơ, cũng có thể trở thành một bậc trí giả thực sự. Kỷ Dậu lương thiện là người phù hợp với đạo lý này, nên sống an tâm với cuộc đời. Giai đoạn từ năm 2023 đến 2030, Kỷ Dậu đối đãi với tất cả mọi việc đều tận tâm, thì ắt sẽ có thể tiêu diêu tự tại, đi qua nhân sinh mưa gió vài thập niên, trải qua cay đắng ngọt bùi chốn nhân gian. Kỷ Dậu có thể thành khẩn, thẳng thắn, không làm chuyện trái với lương tâm, không hổ thẹn với tâm mình, không vì nên danh đoạt lợi mà gây thù chuốc oán, thì nhất định sẽ trở thành một lão niên hạnh phúc, an bình. Gia đình là bến cảng ấm áp của Kỷ Dậu. Từ 2023 đến 2030, đến tuổi trung niên, Kỷ Dậu càng phải hiểu được rằng ý nghĩa và tầm quan trọng của gia đình. Từ sau 56 tuổi, không phải tình yêu mà gia đình mới có sức mạnh giúp cho Kỷ Dậu vượt qua mọi khó khăn, hoạn nạn. Có nhiều người bạn tốt, giống như bản thân có một chiếc áo ấm giữa mùa đông giá lạnh. Tính cách và nhân phẩm của Kỷ Dậu quyết định việc Kỷ Dậu có bao nhiêu người bạn thực sự tốt ở xung quanh. Khi đã bước vào tuổi trung niên, Kỷ Dậu cần biết trân quý điều ấy. Kỷ Dậu sống cả đời đều không thiếu bạn, bạn không nhất định phải là người hoàn mỹ, chỉ cần có thể đồng cam cộng khổ, giúp nhau lúc hoạn nạn, đối xử chân thành, thì đã là một người bạn thực sự. Nếu như có thể vinh nhục cùng nhau, cùng hội cùng thuyền, thì đó đã thực sự là người bạn thân tình. Hạnh phúc thực sự của cuộc đời Kỷ Dậu là biết nắm bắt ngay cơ hội hiện tại. Đối với Kỷ Dậu ngoài 56 tuổi, xin đừng chờ đợi cái gọi là thời cơ tốt nhất, nên nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi, muốn đi du lịch thì hãy đi du lịch, những chuyện muốn làm thì nên làm ngay tức khắc, đừng trì hoãn. Dù Kỷ Dậu là ai đi chăng nữa, thì cũng chỉ là hạt bụi trên đời, không cần phải theo đuổi danh vọng suốt đời. Hãy dành thời gian và sức lực cho một cuộc sống tốt đẹp, Kỷ Dậu sẽ sống xứng đáng với cuộc sống ấy và xứng đáng với chính bản thân mình. Hạnh phúc thực sự không nằm trong mắt người khác, trong quá khứ và tương lai,
mà là ở sâu thẳm trái tim Kỷ Dậu. Ngay giây phút hiện tại, hạnh phúc là do trái tim sinh ra và cuộc sống là do Kỷ Dậu tạo ra. Những Kỷ Dậu ngoài 56 tuổi, hãy tự thiết kế cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình. Thời gian luôn vô tình không để con người sẵn sàng tống khứ bất cứ một ai đến bến bờ vực của tuổi già. Không ít Kỷ Dậu từng phải thốt lên rằng thời gian trôi nhanh quá, nó nhanh đến mức khiến cho bản thân Kỷ Dậu cảm thấy nhiều việc xảy ra từ rất lâu, nhưng hệt như mới xảy ra từ hôm qua. Và chỉ trong nháy mắt, thời gian đã đưa Kỷ Dậu bước qua những giai đoạn quan trọng của nhân sinh, lúc nào không hay. Có thể là oanh liệt hiển hách, có thể là bình thản một thời, bất luận là thế nào, cũng đã là dĩ vãng. Tiếp sau đó Kỷ Dậu phải sống thế nào, khi đã bước qua 1/2 cuộc đời và đặt chân sang nửa đời còn lại, đề tài này nghe có vẻ nặng nề, nhưng là thực tế mà ai rồi cũng phải đối mặt. Do đó, khi đã bước qua tuổi 56, Kỷ Dậu cần xác định và thực hiện 4 việc sau đây để cuộc sống trong những ngày sau này sẽ được bình thản và tự tại. Đầu tiên, phải xác định có một tổ ấm. Một khi có rồi, tuyệt đối không được phép để mất. Nếu bạn đời của Kỷ Dậu còn, càng cần phải nâng niu trân trọng. Rất nhiều người thường không biết trân trọng người thân, đến khi người đã không còn nữa, mới hối hận tiếc nuối lúc đó đã quá muộn. Thứ hai, cần phải có một cơ thể khỏe mạnh. Cần phải chăm sóc thật tốt sức khỏe bản thân, duy trì một tâm thái ổn định, mỗi ngày đều người sống thật vui vẻ và yêu đời. Thứ ba, con cái có năng lực người làm cha mẹ nên mừng cho con. Không nên từ chối sự trợ cấp của con cái dành cho mình, cũng không nên cự tuyệt lòng hiếu thảo của chúng. Nhưng cần phải nhớ, đi hết nửa cuộc đời, thân làm cha mẹ, thì luôn cần phải độc lập dựa vào chính mình, tự sắp xếp cuộc sống của chính mình, chứ không nên phụ thuộc hoàn toàn vào con cái. Như thế Kỷ Dậu sẽ tự do tự tại, lại tránh được áp lực cho con. Thứ tư, trong phương diện sinh hoạt hàng ngày, Kỷ Dậu hãy sống thật thoải mái, muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc đẹp một chút, cũng nên thoải mái mặc đẹp, thích gặp gỡ bạn bè thì đi gặp, đừng quá hà khắc với bản thân, để bó hẹp mọi chuyện. Đi hết nửa cuộc đời có lẽ, cay đắng ngọt bùi trên đời Kỷ Dậu đều đã nếm trải, vì thế trên nửa chặng đường còn lại, Kỷ Dậu nên bước đi một cách thản nhiên. Kỷ Dậu ngay cả khi đã về già, người đáng trông cậy nhất cũng chỉ là chính Kỷ Dậu mà thôi. Vì thế tín chủ cũng nên chuẩn bị trước cho chặng đường về sau, con cái đối xử tốt với Kỷ Dậu đó là phúc lớn, không nên từ chối sự báo đáp đó. Trong trăm việc thiện, chữ hiếu đứng đầu, con cái hiếu thảo với cha mẹ, điều đó cho thấy cả đời Kỷ Dậu hy sinh dạy dỗ con cái không hề phí hoài công sức. Nhưng dù cho con cái đối xử tốt với mình thế nào đi nữa, thì tín chủ cũng cần phải nhớ cuộc đời về sau của mình vẫn phải dựa vào chính mình, không được khiến bản thân uẩn ức. Ngày tháng giữa lặng lẽ trôi qua, trong buồng quay vô tình đó, việc của Kỷ Dậu phải làm là sống và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn, để sao cho vui vẻ và thoải mái nhất có thể. Muốn đi chơi hãy đi chơi, muốn gặp bạn bè hãy hẹn gặp, muốn làm gì hãy làm ngay, đừng chờ đợi, đừng trì hoãn. Qua tuổi 56, trên nửa đời còn lại của cuộc đời, hãy đối xử thật tốt với bản thân. Một đời đã khổ sở kiếm tiền, đến cuối cùng lại không có sự tính toán chuẩn bị tốt cho mình, Kỷ Dậu sẽ thiệt thòi. Vì thế, từ năm 2023 đến năm 2030, Kỷ Dậu hãy sống tốt và chuẩn bị tốt nhất cho chính mình để nghênh đón tuổi già. Nghĩa đơn giản hơn, sống vui vẻ hơn, để đến cuối cùng Kỷ Dậu sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận. Lời nhắc mệnh dành cho Kỷ Dậu trong các năm từ 2023 đến 2030. Không tranh giành, sống an nhiên, biết vừa đủ đời bình yên, hành động quyết định vận mệnh con người. Sướng khổ, hạnh phúc, bất hạnh, giàu nghèo đều do chính chúng ta quyết định, sống an nhiên, đời chẳng buồn phiền. Sau đây là lời Phật dạy về cuộc sống an nhiên. Bất kể cho bạn có thuần khiết ra sao, khi gặp người phức tạp thì trong mắt họ bạn cũng trở thành người tâm cơ. Bất kể bạn có chân thành cỡ nào, gặp được người hoài nghi thì trong mắt họ bạn cũng thành người đáng ngờ. Bất kể bạn có hiểu biết cỡ nào, gặp người không biết bạn cũng chỉ là người mờ mờ mịt mịt, vu vơ những thứ không đâu. Thế nên, đôi lúc vấn đề không nằm ở chỗ bạn không đủ tốt, mà là bạn chưa gặp được đúng người. Đôi lúc vấn đề không nằm ở chỗ bạn không đủ chân thành, mà sự chân thành đó đã đặt sai chỗ. Đôi lúc vấn đề không nằm ở chỗ bạn không thấu hiểu, mà có những thứ chẳng đáng để bận tâm. Bởi vậy, hãy sống chậm lại, nhìn sâu vào nội tâm mình, chứ đừng ngóng mắt trông xa, đó là cách duy nhất để cõi lòng được thanh thản. Một an nhiên chỉ cần tập hài lòng với những gì mình đang có,
chứ đừng dòm ngó những thứ trời không cho. Những thứ của ta dẫu bôn ba rồi cũng sẽ quay về, người không phải của mình, dẫu ôm tình cũng sẽ ra đi, thôi đừng mộng mị làm chi, nhân sinh một kiếp đến đi vô thường. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình của bản mệnh tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong các năm từ 2023 đến 2030. Hy vọng rằng với những thông tin mà ban biên tập chương trình vừa chia sẻ, sẽ giúp cho quý cô bác nắm bắt được vận trình trong những năm sắp tới của mình, để từ đó có kế hoạch đón lành tránh dữ, vạn sự phú quý, bình an và may mắn. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, may mắn, an khang thịnh vượng, giàu sang phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!